sao đâu. Đáp phải 5-6 người. Xe đi du lịch đúng không? À, xe đầu kéo nó vào cua ở km 16 kìa. Xe đầu kéo kìa. Nó vào cua nó nghiêng thì cái cạnh thùng nó nghiêng đổ tựa vào xe là cái cạnh thùng nó cắt hết vào xe khách luôn. Cắt hết vào tầng 2. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe khách vào rạng sáng ngày 5 tháng 3 năm 2024 khiến 6 người chết, 4 người bị thương ở tỉnh Tuyên Quang. Tối cùng ngày, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Lê Văn Tân, 39 tuổi, trú thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là tài xế xe container, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, khoảng 1 giờ 40 phút rạng sáng ngày 5 tháng 3, ông Phan Văn Quý, 41 tuổi, trú huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, lái xe khách chạy tuyến cố định Hà Giang-Hà Nội trên tuyến quốc lộ 2, hướng Hà Giang-Tuyên Quang. Đến km 151 quốc lộ 2, đoạn qua địa phận xã Tứ Quận, thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, xe khách xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơ móc do ông Lê Văn Tân điều khiển, chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang, di chuyển hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến thân trái xe khách bị xé toạc, hai phương tiện hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến 5 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 4 người khác bị thương đang được điều trị. Bước đầu, công an xác định hai tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Nguyên nhân do xe container đi đến đoạn đường cong không làm chủ được tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm. Làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Lê Văn Tân thừa nhận đây là lần đầu lái xe lên Hà Giang.